Những ngày này, trên các con đường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, du khách không khó để tìm được những gốc mai anh đào đang nở rộ. Nhiều cây mai anh đào nở hồng rực khắp các con đường, khiến du khách không thể không rút điện thoại ra để chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh đẹp khi đến thành phố ngàn hoa. Mai anh đào là loài hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Loài hoa này thường ra hoa từ Tết Dương lịch đến hết Tết âm lịch. Tuy nhiên năm 2022, hoa mai anh đào bắt đầu nở rộ khi đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong kỳ nghỉ này, tỉnh Lâm Đồng đã đón hơn 300.000 lượt khách. Thế nhưng đến nay, lượng khách đến thành phố Đà Lạt du lịch vẫn tiếp tục gia tăng. Một lý do để níu chân du khách chính là mùa hoa mai anh đào nở rộ. Thì mình thấy năm nay thì không khí ở Đà Lạt rất là trong lành, kiểu như mát mẻ, không có lạnh lắm á. Nên là mình chọn đi để ngắm hoa, cũng là mùa hoa anh đào rực rỡ nhất năm nay. Hoa năm đầu năm nay nở rất là rộ luôn, và nó giúp cho cái Đà Lạt nó có một cái vẻ đẹp riêng của hoa anh đào á. Hoa mai anh đào năm nay rất là nở rộ luôn, rộ hơn mọi năm. Dạ, mình thì đi theo nhóm bạn 3 đến 5 người, thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9. Hiện tại khi mà lên đây thì thấy cái mùa hoa anh đào nó khá là đẹp. Nhưng mà chắc là như cuối mùa nên nó hơi màu, nó hơi bị nhạt xíu, nhưng mà tổng quan nó vẫn đẹp. Mình lên đây thì mình có ấp ủ là lên để check in với mai anh đào hay là chỉ đơn thuần là chỉ mình đi chơi Tết thôi? Thực ra thì tụi mình muốn đi du lịch thôi. Thì thấy vai đẹp nên muốn check in một xíu.